Dạ đi, mày cứ lăn quăng để cho em bú một tí chứ. Đi. Bây giờ con nào thì mày có biết thì nữa đâu. Quằn quện dữ rồi ta. À, kẹt cái chân. Vậy. Các bạn thấy chó anh thương chó em ghê chưa? Đây là chó anh, còn đây là chó em. Chó anh phụ chó mẹ làm vệ sinh cho mấy chó em đây. Thấy tình cảm anh em của mấy bạn chó còn hơn con người nữa thấy không? Rồi làm vệ sinh cho bé đây nè. Làm vệ sinh. Rồi. Rồi. Tiếp tục. Uống từ từ thôi nha, uống nhanh quá là sặc sữa vô lỗ mũi á.